Chào các bác, nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị điện máy Ecomart sẽ cập nhật tới cho các bác rất là nhiều các dòng TV 43 inch có giá thành chỉ từ hơn 5 triệu đồng một chút xíu thôi là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV 43 inch rồi. Để nói về dòng TV 43 inch thì đây là cái kích thước vô cùng là thông dụng. Các bác có thể dùng từ phòng khách cho tới phòng ăn, phòng ngủ hay là có thể xem để lắp cam. Nói chung là với kích thước này nó rất là tiện và hầu như nhà nào cũng đều mong muốn có một chiếc. Thì hôm nay ở video này sẽ cập nhật tới cho các bác giá cả, cũng như là cập nhật tới cho các bác một vài các mẫu mã của các thương hiệu như là Sony, Samsung, LG hay là TCL. Các bác nào mà chưa ấn vào nút đăng ký kênh của điện máy Ecomart, các bác hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin khuyến mại mới nhất, cũng như là cập nhật về các giá cả của sản phẩm điện máy tại điện máy Ecomart. Bây giờ thì mời các bác cùng quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay nhé. Mẫu TV 43 inch đầu tiên sẽ giới thiệu tới các bác đó chính là dòng TV 43 inch của thương hiệu TCL với model là 43S5400. Model 43S5400 này thì đều sẽ là dòng sản xuất tại Việt Nam. Hệ điều hành của nó sẽ là dòng hệ điều hành Google TV. Như các bác có thể nhìn thấy là tích hợp sẵn cho các bác rất là nhiều ứng dụng như là Netflix này, như là YouTube này, như là Prime Video này, như là YouTube Kids. Với dòng TV 43 inch này thì nó đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một chiếc TV mà các bác mong muốn. Thứ nhất là về thiết kế, sẽ là dòng thiết kế tràn viền ba cạnh như các bác có thể nhìn thấy, và thiết kế siêu mỏng luôn. Đây ạ, thiết kế rất là mỏng. Thứ hai là chân sẽ là chân ở vị trí trung tâm. Thì với kích thước 43 inch thì các bác để kệ hoặc là treo tường đều rất là phù hợp. Bên cạnh đó thì đã tích hợp sẵn cho các bác điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt rồi. Rất là phù hợp cho bác nào muốn mua cho bố mẹ hoặc là muốn mua để ở phòng ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt này nó sẽ rất là tiện cho các bác thao tác ở trên YouTube. Với dòng này thì có cả kết nối Bluetooth rồi. Các bác có thể trình chiếu được. Hơn nữa là các bác có thể trình chiếu này, có thể kết nối với các thiết bị điện tử khác đều rất là ok nhé. Thì với dòng 43S5400 này thì bên em đang bán cho các bác chỉ rơi vào là 5.470.000 thôi là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV 43 đến từ thương hiệu TCL rồi. Cạnh mẫu 43S5400 thì sẽ là 43P745 nhé. 43P745 này thì đây sẽ là dòng TV 4K. Đây sẽ là dòng TV 4K, nó sẽ nét gấp 4 lần so với dòng TV Full HD thông thường. Và các bác có thể nhìn thấy về thiết kế của dòng này, hai dòng này nó đang thiết kế sẽ là mỏng như nhau và đều sẽ là thiết kế tràn viền ba cạnh. Nhưng dòng 43S5400 thì đây chỉ là TV Full HD thông thường thôi, không phải là TV 4K. Còn mã 43P745, đây sẽ là dòng TV 4K các bác nhé. Thì với dòng TV 4K này, hệ điều hành của nó vẫn sẽ là giống nhau, nhưng cái chất lượng hình ảnh của chiếc TV Full HD và chất lượng hình ảnh 4K của 43P745 sẽ là chất lượng hình ảnh khác nhau. Thì với dòng 43P745, nó còn có thêm cả công nghệ HDR10+ nữa. Với công nghệ HDR10+ này, nó sẽ đem đến cho các bác cái giải tương phản màu mở rộng của nó sẽ đẹp hơn, và cái vùng tối nó sẽ có cái độ sâu và vùng sáng nó sẽ sáng hơn rất là nhiều, giúp các bác xem nó cực kỳ là đẹp và cực kỳ là nét luôn, và sẽ đem đến cho các bác những cái chất lượng ảnh nó chân thực nhất. Với dòng 43P745 thì đây sẽ là model mới của năm 2023 nhé. Với dòng này thì đã có kết nối wifi, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi, và chân của dòng này thì sẽ là chân kim loại nhé. Còn chân của mẫu 43S5400 thì sẽ là chân nhựa. Với 43P745 thì bên em đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi còn về 6.8 triệu, khoảng 6.8 triệu cho các bác nhà mình, và sẽ có trả góp lãi suất 0% nhé. Vậy thì để lựa chọn 43P745 hay 43S5400 thì nếu như các bác mua cho người già chỉ cần tới tính năng màn hình là Full HD thông thường thôi thì các bác hãy lựa chọn những cái dòng vừa tiền, hoặc là các bác muốn sắc nét hơn, muốn TV đạt chuẩn 4K thì các bác lựa chọn sang dòng 43P745. Nhưng hai dòng TV này đều đang là những cái dòng TV mà có giá rất là tốt tại điện máy Ecomart rồi. Vừa rồi thì đã bật cho các bác tham khảo hai cái dòng TV của TCL. Bây giờ sẽ mời các bác đến với gian hàng của TV Samsung để xem mẫu 43 của Samsung tại Ecomart thì đang có những mẫu TV nào các bác nhà mình nha.
Với dòng 43 inch của TV Samsung thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho các bác một chút. Thì với 43 của Samsung thì bên em đang sẵn cho các bác đầu tiên là mẫu AU7700. Cạnh mẫu AU7700 sẽ là BU8000. Cạnh BU8000 thì sẽ là 43Q60B. Và bây giờ sẽ phân tích từng điểm một của sản phẩm cũng như là giá cả của sản phẩm cho các bác nhà mình tham khảo nhé. Đầu tiên thì sẽ là 43AU7700. 43AU7700 thì đây sẽ là model ra mắt năm 2021 và sản xuất liên tục tới nay. Những sản phẩm này thì bên em đều sẽ lấy về liên tục để phục vụ các bác nhà mình, bởi vì cái kích thước 43 inch thì nó rất là dễ mua và hầu như là bác nào cũng dễ lựa chọn, bởi vì nó phù hợp với nhiều không gian phòng như đã nói ngay từ đầu cho các bác nghe. Với mã 43AU7700 thì về thiết kế của nó thì vẫn sẽ là thiết kế tràn viền 4 cạnh, nhưng thiết kế của nó vẫn là thiết kế dạng vuông, dạng hơi cứng nhắc một chút và chân sẽ là chân ở vị trí trung tâm. Với dòng AU7700 này thì đây sẽ là TV 4K Smart. Hệ điều hành của nó sẽ là hệ điều hành TizenOS 2021 nhé. Bên cạnh đó thì với dòng này, bộ xử lý hình ảnh của nó sẽ là bộ xử lý Cortex Processor 4K, sẽ phân tích toàn bộ hình ảnh cho các bác, chất lượng đầu vào để đem đến cho các bác cái chất lượng hình ảnh của nó tốt nhất. Bên cạnh đó thì dòng này các bác có thể nhìn thấy, vì cái hệ điều hành Tizen này ấy, nó là hệ điều hành do Samsung tự sáng tạo ra. Chính vì vậy mà các bác có thể thấy là những cái ứng dụng này, ứng dụng ở trên TV các bác có thể nhìn thấy là nó lướt rất là nhanh. Đây ạ, lướt rất là mượt và cũng tích hợp cho các bác những cái ứng dụng cơ bản để các bác có thể thao tác sử dụng. Và dòng này thì đã có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt rồi, có kết nối Bluetooth cho các bác nhà mình. Và mẫu 43AU7700 này thì bên em đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 7 triệu một chút thôi. Cạnh mẫu 43AU7700 thì sẽ là mẫu BU8000. Mẫu BU8000 thì đây sẽ là dòng TV ra mắt vào năm 2022, dòng TV 4K của Samsung. Và đến hiện tại thì TV Samsung dòng 4K vẫn chưa ra mẫu mới, vẫn chỉ đang tiếp tục dừng lại ở dòng BU8000 và sản xuất liên tục cho tới nay thôi. Chính vì vậy với cái dòng BU8000 này, đây vẫn đang được đánh giá là mẫu TV 4K mới của Samsung. Với dòng 43BU8000 này, nó sẽ thiết kế gear slim, thiết kế mỏng khoảng một nửa so với dòng AU7700 nhé, mỏng một nửa. Nhờ vậy và cái thiết kế của nó nhìn nó sẽ được thanh mảnh hơn, đẹp hơn và tinh tế hơn. Các bác có thể nhìn chân này, chân của BU8000 cũng khác biệt hoàn toàn với chân của AU7700. Chân của BU8000 chân nó sẽ là chân chữ T ngược và chân nó sẽ lâng lên hoặc là hạ xuống được. Còn chân của AU7700 sẽ là chân chữ V2B nhé. Bên cạnh đó thì dòng BU8000 xem nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều, bởi vì nó có cái công nghệ Dynamic Crystal Color, nó sẽ hiển thị 1 tỷ sắc màu cho các bác. Nhờ vậy và hình ảnh màu sắc của các bác xem TV nó sẽ đẹp hơn và cái độ màu của nó sẽ sáng hơn rất là nhiều so với các dòng 4K còn lại. Hơn nữa, bộ xử lý của nó thì vẫn sẽ là bộ xử lý Cortex Processor 4K và hệ điều hành của nó vẫn sẽ không khác gì dòng AU7700 cả. Nó chỉ khác AU7700 thứ nhất là về thiết kế, thứ hai là về chất lượng hình ảnh đẹp hơn, còn tần số quét vẫn sẽ là như nhau. Đặc biệt hơn là với dòng BU8000 này, điều khiển của nó sẽ là dòng điều khiển ánh sáng, tức là các bác không cần dùng đến pin sạc. Khi mà hết pin thì các bác chỉ cần sạc dưới ánh sáng mặt trời, sạc dưới ánh sáng bóng đèn hoặc là sạc trực tiếp dưới ánh sáng của đèn TV thôi. Còn dòng AU7700 thì vẫn sẽ là dòng điều khiển pin bình thường, hết pin thì các bác thay pin như bình thường nhé. Thì với dòng BU8000 này bên em đang bán cho các bác sẽ rơi vào khoảng 8 triệu 2, khoảng hơn 8 triệu một chút xíu thôi. Còn cạnh mã BU8000 thì sẽ là dòng TV QLED 4K. QLED của Samsung với model là 43Q60B. Đây sẽ là màn hình chấm lượng tử, màn hình QLED sẽ sáng hơn, đẹp hơn so với các dòng TV 4K thông thường. Và với dòng TV QLED này, về cái thiết kế của nó, cái độ mỏng nó cũng sẽ tương ứng như dòng BU8000. Nhưng chân của nó thì sẽ là chân dạng chữ U như này. Các bác có thể nhìn ạ, dạng chữ U như này, và màn hình của nó cũng sẽ đẹp hơn. Vì nó là màn hình chấm lượng tử cho nên hình ảnh của nó cũng sẽ sáng hơn. Và đặc biệt là dòng này sẽ có cái công nghệ Quantum Dot giúp tái hiện 100% giải màu cho các bác luôn. Và màu sắc của các bác xem sẽ đẹp hơn và sẽ có chiều sâu hơn. Đặc biệt là cái công nghệ Quantum HDR giữa điểm tối và điểm sáng, nó sẽ phân tích chất lượng hình ảnh cho các bác.
Ngoài ra thì các bác có thể xem song song hai màn hình cùng một lúc. Dòng này thì vẫn sẽ là dòng TV có dạng điều khiển là điều khiển sạc pin nặng ánh sáng nhé. Hơn nữa là các bác có thể xem song song hai chế độ cùng một lúc trên chiếc TV này. Nó là chế độ đa màn luôn. Và chiếc TV này bên em đang bán cho các bác nhà mình khoảng hơn 9 triệu một chút xíu ạ. Khoảng hơn 9 triệu một chút xíu. Vừa rồi thì đã báo giá cho các bác hai dòng rồi, thì bây giờ sẽ báo giá thêm cho các bác một dòng nữa. Đó chính là dòng TV đến từ thương hiệu Sony ạ. Sony thì các bác biết rồi, Sony là những cái dòng TV mà có cái chất lượng hình tương đối là sắc nét, tinh tế cũng như là màu sắc tương đối là đẹp các bác nhé. Thì ạ, TV Sony sẽ quay cho các bác mẫu 43 inch đây ạ. Mẫu 43 inch của Sony thì bên em đang sẵn cho các bác hai mẫu. Một là mẫu 43X75K. Đây sẽ là model ra mắt vào năm 2022. Và một mẫu nữa sẽ là model X80L, sẽ là model mới nhất về năm 2023. Thì giờ em sẽ phân tích hai mẫu này cũng như là giá cả hiện tại của hai mẫu này nhé. Mẫu 43X75K thì đây sẽ là dòng TV sản xuất tại Việt Nam. Bộ chip xử lý của nó sẽ là bộ chip xử lý X1, sẽ phân tích chất lượng hình ảnh cho các bác. Thứ hai là với cái bộ xử lý này thì nó sẽ đem đến cho các bác cái giải màu tương phản, nó tương đối là đẹp và màu sắc của nó sẽ là màu chân thật và tự nhiên nhất. Bên cạnh đó thì với bộ chip xử lý X1 thì cái công nghệ hình ảnh của nó sẽ là công nghệ 4K X-Ready Pro, sẽ là các bác sẽ được tinh chỉnh cái chất lượng hình ảnh đầu vào, giúp cho các bác có cái chất lượng hình ảnh đầu ra tốt nhất. Ngoài ra có cả công nghệ chống xé hình như là công nghệ Mantison XR200. Thì khi mà các bác xem phim có những cái cảnh nhanh ấy, thì với cái tính năng này nó sẽ hạn chế cái tình trạng cho các bác là chống giật này, chống xé này và chống nhiễu. Công nghệ âm thanh của nó sẽ thiên về công nghệ âm thanh tự nhiên trong trẻo với công suất loa đạt cho các bác là 20W. Với TV Sony thì hệ điều hành của nó sẽ là hệ điều hành Google TV chạy trên nền tảng Android, khác biệt hoàn toàn so với dòng TV Samsung. Đây là hệ điều hành của dòng TV Sony nhé. Các bác có thể nhìn thấy tích hợp sẵn cho các bác rất là nhiều các ứng dụng như là Netflix này, YouTube này, YouTube Music này hay là Kids. Với các tính năng này thì các bác thấy lướt rất là nhanh và mượt. Về dòng 43 này thì sẽ thiết kế chân ở vị trí hai bên và hầu như là những cái thiết kế của TV Sony thì đa phần nó sẽ thiên về những cái thiết kế nó cơ bản. Nó sẽ không đa dạng các mẫu thiết kế như của TV Samsung. Thì với dòng 43X75K này bên em đang bán cho các bác rơi vào là khoảng 9.100.000 nhé, khoảng 9.190.000 và có trả góp lãi suất 0% cho gia đình nhà mình để các bác nhà mình có thể tham khảo. Cạnh mã 43X75K sẽ là dòng 43X80L. Đây sẽ là model của năm 2023 và chân của nó thì cũng sẽ khác biệt, chân của nó sẽ là chân chữ T ngược, dày dặn và chắc chắn hơn. Về thiết kế của dòng 43X80L này, nó cũng sẽ thiết kế tràn viền ba cạnh như các bác có thể nhìn thấy. Còn dòng 43X75K thì nó chỉ là thiết kế đơn giản thôi. Đây, các bác có thể nhìn thấy không full màn nhé. Với dòng này, Sony này vẫn sẽ là bộ chip xử lý giống nhau, sẽ là bộ chip xử lý X1 HDR Processor. Bên cạnh đó thì dòng này, cái hình ảnh của nó sẽ đẹp hơn, chân thực hơn, sắc nét hơn rất là nhiều so với dòng 43X75K nhờ cái công nghệ Triluminous Pro kết hợp với cả công nghệ sắc nét ấn tượng, kèm theo đó là công nghệ chống xé hình, nét ngay cho các bác ngay ở cảnh nhiễu. Còn công nghệ âm thanh của nó sẽ là công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos kết hợp với công nghệ X-Blended Speaker sẽ đem đến cho các bác âm thanh cực kỳ trong trẻo như trải nghiệm ở trong rạp chiếu phim luôn. Về dòng 43X80L này sẽ có thêm câu lệnh OK Google cho các bác. Thứ hai là các bác điều khiển TV không cần dùng đến remote. Ngoài ra có thêm chế độ game menu để cho các bác có thể trải nghiệm. Thì với dòng 43X75K này thì bên em đang bán cho các bác với dòng 43X75L này thì bên em đang bán cho các bác với giá bao nhiêu? Với dòng này thì bên em đang bán cho các bác nhà mình sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ rơi vào khoảng hơn 12 triệu một chút xíu nhá. Thì các bác cần tư vấn mẫu TV nào, các bác có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomart. Ngoài những cái dòng TV 43 em vừa báo thì còn thêm một vài các dòng nữa. Thì các bác quan tâm mẫu nào, nói chung là để chốt mẫu nào nó còn tùy thuộc vào cái sở thích, tùy thuộc vào cái mục đích và tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của các bác nữa. Chính vì vậy các bác cần tư vấn cụ thể hơn, các bác có thể gọi điện trực tiếp tới hotline bán hàng của điện máy Ecomart với số điện thoại là 0974 178586 để bên em tư vấn hỗ trợ nhé.
Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.